Xin chào các bạn. Rồi video này tiếp tục chuỗi series hướng dẫn các bạn đánh trống gõ vò, trống lục lạc tabora. Hôm nay thì chúng ta sẽ học đánh điệu xì lô róc nhịp 6-8. Trước khi các bạn muốn học thì chúng ta cần phải có một cái trống cho mình. Các bạn cứ liên hệ mua trống với nhạc cụ Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 62. Ok ha, xí lẻ và mọi nơi Trần Khánh sẽ giao về cho các bạn. Hello ha, và đảm bảo trống chất lượng chính hãng đúng gốc và đánh rất là ok, kèm với cái bộ video hướng dẫn các bạn đánh trống lục lạc luôn nhé. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ vào bài thôi. Ở đây các bạn nhìn nè, điều siêu róc một cái gì cho các bạn nè, mình có 6 phách nha, 1 2 3 4 5 6, 6 phách. Rồi dòng trở lại là phách 1 thôi, đơn giản đó các bạn. Thì mình sẽ đánh theo tương ứng nè, 1 là bụp, phách 2 là chết, phách 3 là chết, phách 3 là kích, phách 4 là kích tung, cái 5 chắc, 6 chắc, rồi quay trở lại bùm thôi. Đấy, đơn giản mình sẽ gõ vô ha. Cái bùm thì mình sẽ gõ ở ngay giữa trống, các bạn chịu lực trên cái trống lại, nó sẽ tạo ra một cái thanh kim cái bùm rất là lớn, được chưa các bạn? Rồi 2 là chắc, chắc chắc thì các bạn sẽ lấy cái bàn tay phải của chúng ta sẽ gõ vào cái thành trống lực lạc nè, thành khuyên nè, gõ vào cái thành trống nha. Rồi ok, rồi 2 3 4 thì cái tâm này các bạn hiểu nôm na là các bạn sẽ gõ vào cái thành trống, tạo âm thanh ra cái tông tông này các bạn. Ok ha. Còn cái kia thì nãy cái chắc đó là mình gõ trên cái dành khuyên ha. Rồi bây giờ áp dụng vô nè. Đầu tiên là bùm chắc chắc âm chắc chắc, được chưa? Nó chỉ có như vậy thôi. Bùm chát chát tum chát chát, bùm chát chát tum chát chát, bùm chát chát tum chát chát, bùm chát chát tum chát, bùm chát chát. Rất là đơn giản đúng không? Để nó với cậu khi bạn đánh quen rồi á, mình đánh với rồi các bạn tập chậm từ từ rồi. Rồi ở đây mình nói thêm, mở rộng thêm cho các bạn nha. Ngay chỗ cái vế này là mình có thể mình đánh tập bập bập, thì ngay chỗ cái phách 6 á, các bạn có thể biến nó thành ra là ngay chỗ phách 6 thì chúng ta đánh bập luôn, có nghĩa là 6 qua 1 nó sẽ thành bập, nó sẽ trở nên như vậy các bạn. Bập chát chát bập chát bập bập, ok chưa? Rồi lại ha. Bập chát chát bập chát bập bập chát chát bập chát bập bập chát chát bập chát. Tức là ngay chỗ phách 6 nó biến qua, ngay cái bập nó sẽ biến qua bên cái phách 1 luôn. Nó biến thành không chách 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 nữa, nó không chách chách chách. Tại vì nãy mình hai cái chách, giờ mình đánh cái chách rồi, cái 6 mình đánh bập luôn, vào phách 1 luôn ha. Nó ra vậy. Ok chưa? Rất là đơn giản ha, điệu xì lô róc nó chỉ có nhiêu đó thôi. Các bạn phải đánh từ từ quen ha. Ví dụ ha, áp dụng vô đi ha. Ngày xưa đây ta thường thấy mơ, vì ngày mai nào ai có lời. Em là nàng công chúa, đời chưa tính một ngày trong xanh. Để sang trái nghi từng kia đường, về chiều tay có em cuối đường. Ok, như vậy là xong đó các bạn. Thế là dạng điều xin rất là giàu. Rồi các bạn theo dõi video sau, Trần Khánh sẽ với các bạn cách phân. Rồi đã vô cái điệu xì lô róc luôn nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạm dừng ở video tại đây. Các bạn nhớ theo dõi video, theo dõi kênh để theo dõi những video tiếp theo hướng dẫn của Trần Khánh về trống lục lạc tabora. Ok, bye bye cả lớp nha. Chúc cả lớp sức khỏe.